Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây trên địa bàn huyện Yên Mỹ và huyện Ân Thi xuất hiện tình trạng giả danh cán bộ thuế gọi điện gửi văn bản đến các doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh để lừa đảo. Trong đó đã có trường hợp bị lừa mất trên 1 tỷ đồng. Chị Toàn ở thôn Yên Phú, xã Dây Phạm, huyện Yên Mỹ là một hộ kinh doanh nhỏ. Khi mới làm lại giấy phép đăng ký kinh doanh chưa lâu, chị đã bị một kẻ lạ mặt gọi điện yêu cầu chị phải mua các tài liệu về thuế, trang thiết bị phòng cháy chữa cháy. Có một đối tượng là gọi điện đến và nói là chị vừa mới nhận được cái giấy phép kinh doanh thì chị phải chuẩn bị là đăng ký mã số thuế và phải đi học một cái lớp gọi là gì, tập huấn phòng cháy chữa cháy. Đối tượng đấy là có nói là em sẽ gửi tài liệu theo đường bưu điện về cho chị. Thì chị mua cái bộ tài liệu đấy là 499.000 ấy. Có những trường hợp là yêu cầu phải nộp thuế theo cái mức thuế của nhà nước, bởi vì khi cơ quan thuế đã làm việc thì phải có doanh số, có căn cứ và mới tính được thuế cho hộ kinh doanh. Nhưng những trường hợp này thì cái doanh số đấy cũng không chính xác. Còn một chủ doanh nghiệp ở thị trấn Yên Mỹ mới đây nhận được một văn bản mạo danh là của chi cục thuế huyện Yên Mỹ yêu cầu làm việc các nội dung về kê khai, hoàn thiện thủ tục hoàn thuế, thuế thu nhập cá nhân, cập nhật thông tin về doanh nghiệp. Đối tượng giả mạo cả con dấu, giả tên lãnh đạo, tên của người làm việc kèm theo số điện thoại. Tất cả các tên nêu trên văn bản này đều không phải nhân viên ngành thuế, địa chỉ làm việc không có thực. Mục đích là để doanh nghiệp không tìm được địa chỉ trên thì phải liên hệ theo số điện thoại để được hướng dẫn cài đặt app lừa đảo. Mặc dù rất tinh vi, nhưng văn bản giả mạo này sai chính tả, sai thể thức trình bày. Đầu tiên nó điện cho mình, xong nó hỏi mình là cái sai, nó nói là sai mã số thuế này. Mấy này nó bảo mời mình lên thì cục thuế làm việc. Thế thì mời lên thì đến lúc mình không lên, mình mới hỏi điện để hỏi coi là nhân viên trên cục thuế thì chi cục thuế bảo không có. Thế đến lúc còn bắt là cung cấp cả mã OTP rồi nó gửi cả giấy mời các thứ cho mình. Thế là mình mở kiểu này, thế lúc hỏi thì trên chi cục thuế ta bảo lừa đảo chứ không có, trên nó không có gì cái này. Rất may, cả hai trường hợp trên đã báo cáo với chi cục thuế khu vực Yên Mỹ Ân Thi để ngăn chặn kịp thời. Tuy vậy, tháng 3 năm 2024, một hộ kinh doanh trên địa bàn thị trấn Ân Thi, huyện Ân Thi đã bị một đối tượng gọi điện tự xưng là cán bộ thuế yêu cầu người nộp thuế tải app bằng cách click vào đường link https://vietapp.cc. Khi người nộp thuế thực hiện làm theo thì thông tin về tài khoản ngân hàng đã bị đánh cắp và ngày hôm sau toàn bộ số tiền trị giá trên 1 tỷ đồng trong tài khoản đã bị mất. Người ta giả mạo cơ quan thuế, người ta gọi điện số hotline của nhà hàng, thông báo với nhà hàng thuộc là cơ quan thuế của chi nhánh Yên Mỹ Ân Thi, đề nghị là nhà hàng lên làm việc để giảm trừ thuế cho nhà hàng. Người ta yêu cầu là mình phải đặt lịch trước cho người ta. Thì muốn đặt lịch trước thì phải tải một cái ứng dụng của cơ quan thuế, và đặc biệt người ta nhấn mạnh là phải dùng điện thoại Android chứ không được dùng điện thoại iPhone. Điện thoại iPhone là không tải được. Thì sau khi tải ứng dụng đấy về, vẫn có quốc huy trông rất giống một trang điện tử của cơ quan nhà nước. Thì sau khi mà tải về thì mình thấy điện thoại bị hiện tượng bị đơ giật đấy. Sau đó có đi cài đặt lại nhưng mà vẫn đơ, vẫn giật, và sau đó thì mình thấy toàn bộ tiền tiết kiệm trong sổ của mình là mất 1.060.000.000. Chi cục thuế khu vực Yên Mỹ Ân Thi đã làm việc với cơ quan công an và khẳng định đường link trên là mạo danh, lợi dụng danh nghĩa công chức thuế để lừa đảo người nộp thuế với mưu đồ trục lợi cá nhân, chiếm đoạt tài sản của người khác. Cơ quan thuế không chỉ đạo và không tổ chức thực hiện các nội dung trên. Những trường hợp đó đều là giả mạo. Và khi người nộp thuế và cộng đồng doanh nghiệp nhận được những thông tin như thế thì kịp thời phản ánh với cơ quan thuế để cùng phối hợp giải quyết. Và cái thứ hai là thu thập đầy đủ các bằng chứng cung cấp cho cơ quan công an, và đồng thời khuyến cáo người nộp thuế, cộng đồng doanh nghiệp là phải đến trực tiếp cơ quan thuế để phản ánh những vướng mắc hoặc là có những cái lột qua bộ phận một cửa để được cơ quan thuế giải đáp bằng văn bản chính sách chính thống. Việc lừa đảo qua tin nhắn, điện thoại, các web, app mạo danh cơ quan thuế nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản có nhiều hành vi tinh vi. Vì vậy, người nộp thuế cần cảnh giác và lưu lại các bằng chứng như tin nhắn hoặc ghi âm cuộc gọi để các cơ quan chức năng có thể xử lý hành vi lừa đảo này.